Tiếp theo trong cái buổi học hôm nay thì chúng ta sang bài 28, đặc điểm địa hình Việt Nam. Thì qua cái lượt đồ 28.1 thì các em có câu hỏi là nước ta có các dạng địa hình nào. Thì bây giờ trên bản đồ thì các em đã biết rồi đó, mỗi một cái màu sắc nó thể hiện mọi một cái dạng địa hình khác nhau. Thì ở đây là coi như là thầy sẽ cho mấy em xem bốn cái bức tranh. Các em sẽ quan sát bốn cái này, em có thể nêu được cái bốn dạng địa hình đó không? Thì đây nè, địa hình thứ nhất là đồi núi nè. Đó. Địa hình thứ hai là cao nguyên nè, ta đang cho coi như là những cái đàn bò ăn ở trên đồng cỏ cao nguyên. Thứ ba là đồng bằng. Đồng bằng đây. Và cái địa hình thứ tư là thềm lục địa. Câu hỏi thì coi như là trong câu hỏi thứ hai của cái phần thứ nhất này á, là dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất. Thì các em đã biết đó là trên cái bản đồ thì mỗi một màu nó thể hiện cái dạng địa hình. Thì các em nhìn vào thấy là coi như là nó có màu vàng và màu cam nhiều, thì tất nhiên là núi núi chiếm nhiều. Nó đi vào phần số 1 là đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Thì trong cái phần này á, các em nhận xét về tỷ lệ giữa đồi núi thấp và đồi núi cao. Thì những cái màu vàng và màu cam, kể cả màu nâu chỗ này luôn, đó là núi. Thì coi như là núi màu vàng, màu cam á, là những cái này đó là coi như là núi thấp. Còn màu cam đậm và màu nâu là núi cao. Thì em nhìn thấy rõ ràng đó là núi thấp của nước ta nó chiếm nhiều. Vậy thì coi như là đồi núi chiếm 3 phần tư diện tích như nãy chúng ta đã nói nhiều ha. Nhưng mà địa hình núi nước ta là dưới 1.000 m chiếm tới là 85%. Còn núi cao á, trên 1.000 m thì chỉ có là 15%. Nhưng mà trong đó thì núi cao trên 2.000 m chỉ có là 1% thôi, 1%. Do đó chúng ta kết luận là địa hình nước ta chủ yếu là thuộc loại thấp. Hay những cái phần màu đen này thì các em sẽ ghi vào trong cái tập. Đây là cái đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đỉnh Phan Xi Păng, cao 3.143 m. Người ta có làm một cái biểu tượng này do cái nơi cao nhất này ha. Một câu hỏi tiếp là các em hãy xác định các dãy núi đâm ngang ra biển. Đâm ngang ra biển. Tất nhiên là những cái núi mà nó từ trong đất liền mà nó cắt ngang cái biển đó. Thì đây, thứ nhất là dãy Hoành Sơn. Dãy Hoành Sơn nó đâm ngang ra biển đây. Rồi mới có cái đèo ngang nè, xe mà chạy ngang đây phải qua cái đèo này mới chạy được, bởi vì nó không có còn chỗ nào thấp nữa hết. Thứ hai là dãy Bạch Mã. Dãy Bạch Mã thì cũng có cái đèo Hải Vân, đèo Hải Vân. Thì coi như là xe chạy ngang cũng qua đèo Hải Vân, nhưng mà do đèo Hải Vân nó cao nhất của nước ta, cao nhất trong các cái đèo đó. Và nó rất là nguy hiểm cho ta xe chạy qua lại lên cái đỉnh đèo. Nên coi như là bây giờ người ta đã làm cái hầm đèo Hải Vân để giảm bớt cái sự nguy hiểm. Câu hỏi thứ hai trong cái phần thứ nhất này là xác câu hỏi tiếp theo chứ xác định diện tích và đặc điểm vùng đồng bằng. Ở đây cái vùng đồng bằng là màu xanh nè, đó, những phần màu xanh đây. Thì coi như là cái thứ nhất đây là đồng bằng Bắc Bộ. Thứ hai, đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Đồng bằng Duyên Hải miền Trung là từ đây dài xuống tới đây. Và thứ ba là đồng bằng Nam Bộ. Thì với cái diện tích đồng bằng như thế thì chúng ta có thể kết luận
là đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ, bị đồi núi chia cắt thành nhiều khu vực. Giờ chúng ta sang phần số 2 là địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Trong phần này chúng ta có câu hỏi là cuối giai đoạn cổ kiến tạo địa hình nước ta có những đặc điểm gì? Thì trong cái bài lịch sử phát triển địa chất đó, cái bài này thì coi như là trong cái phần do chúng ta bị dịch Covid-19 là không có học, nhưng mà thầy cũng nói để cho em biết tại sao mà người ta có câu hỏi thế này, là cuối giai đoạn cổ kiến tạo đó, thì địa hình nước ta coi như là nó bị ngoại lực bào mòn làm cho địa hình nước ta nó bằng phẳng, nó không phải như giống như là núi non giống như là ngày bây giờ ha. Rồi câu hỏi thứ hai là giai đoạn tân kiến tạo có vận động lớn nào có ảnh hưởng đến địa hình nước ta? Thì ở tân kiến tạo có cái vận động tạo núi Himalaya. Himalaya là ở coi như là nó giáp danh giữa coi như là Nam Á và khu vực Đông Á đó, thì các em đã có học rồi ở cái phần trước đó, phần châu Á, thì coi như là nó ảnh hưởng làm cho địa hình nước ta được nâng lên và nó phân thành cái nhiều bậc kế tiếp nhau ha. Thì coi như là sự phân bậc đó như thế nào thì mấy em sẽ xem cái hai cái lát cắt địa hình, một là cái lát cắt A nè đến B nè, là cái tức là chỗ A này á, là từ cái Sơn Nguyên Đồng Dân cho đến B này á, là cái cửa sông Thái Bình, B là cửa sông Thái Bình. Còn lát cắt thứ hai là từ C đến D, tức là từ C á, là coi như là cái núi Phu Phu Ba Phong cho đến là cái chỗ D là sông Chu. Thì trong này chúng ta có câu hỏi là phân tích lát cắt CD để thấy sự nâng lên của địa hình nước ta. Thì bây giờ đây với em sẽ xem cái phóng to lớn lên ha. Đó, lát cắt CD là đây. Em thấy là coi như là chỗ này nó cao nè. Ở bên cái phía Tây Bắc đó, bên đầu này là Tây Bắc đi, nó nằm ngang nhưng mà theo cái lát cắt nó là Tây Bắc. Dài xuống phía Đông Nam thì nó thấp từ từ nè. Đó. Thì coi như là đầu tiên là Phan Xi Păng nó cao là 3.143 m. Tiếp theo là Pu Luông là 2.985 m. Rồi tiếp theo nữa là thấp hơn nữa là sông Đà. Rồi tới sông Mã. Đó, địa hình nó thấp dần dần từ đất liền ra ngoài biển. Tới câu hỏi thứ hai là xác định các bậc địa hình trên lát cắt AB. Đó, đầu này là A nha mấy em, đầu bên đây là B. Tất nhiên là A là Sơn Nguyên Đồng Dân, còn B là cửa sông Thái Bình. Thì coi như là nó sẽ địa hình nó cũng giống như ở dưới này, nó cũng sẽ nghiêng từ cái phía Tây Bắc xuống phía Đông Nam. Đó. Tây Bắc nó đồi núi nè, rồi Đông Nam là đồng bằng, đồng bằng đồi núi, nhưng mà ở Tây Bắc đồi núi mà nó cao, rồi tới ở giữa là thấp, tới ở phía Đông Nam thì nó toàn bộ là thấp, và cuối cùng đó là thềm lục địa. Tiếp theo nữa là ta xác định hướng của một số dãy núi lớn như là Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đin, dãy Trường Sơn Bắc và bốn cái cánh cung lớn. Thì coi như là cái này á, là trong cái lược đồ chúng ta cũng có đây các cái đường màu đỏ nè, đây là dãy Pu Đen Đin, dãy này là dãy Hoàng Liên Sơn và đây là dãy Trường Sơn Bắc, bốn cái cánh cung. Cánh cung này là sông Gâm,
cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều. Đó là bốn cái đó. Thì trở lại chỗ nãy chúng ta nói là cái câu hỏi thứ hai nãy đó là vận động tạo núi ở Tân Kiến Tạo làm cho hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Nó như các em thấy trong cái lát cắt đó là núi cao, rồi tới là đồi núi thấp, tới đồng bằng và tới thềm lục địa. Tiếp theo nữa là hướng núi chúng ta thì nó có hai cái hướng chính là hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung. Tiếp theo là phần số 3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của con người. Ở đây chúng ta có hai câu hỏi nêu sự tác động của khí hậu đến địa hình. Rồi câu hỏi thứ hai là nêu sự tác động của con người đến địa hình. Thì sự tác động của khí hậu đến địa hình nữa thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế này, là do cái địa hình nó, do cái khí hậu nó mưa nắng rồi bão rồi gió rồi vân vân đó, nên coi như là đất đai nó bị phong hóa mạnh mẽ, các khối núi bị xói mòn xâm thực tạo nên các dạng địa hình crater. Đó, đó là tác động của khí hậu. Và thứ hai là tác động của con người. Tác động của con người thì nó sẽ xuất hiện nhiều cái địa hình nhân tạo như là kiến trúc đô thị, giao thông, rồi hồ chứa nước, kinh rạch, vân vân. Thì đây là một số tranh ảnh về tác động của khí hậu đó, do coi như là mưa gió rồi nó tạo nên những cái xói mòn, nó làm nên những cái xâm thực, rồi nó làm nên những cái hang động. Ví dụ như đây là động Sửng Sốt ở vịnh Hạ Long, rồi động Hương Tích ở chùa Hương, động Tam Thanh ở Lạng Sơn, động Hồng Nha ở Quảng Bình. Đó, đây là những cái hang động coi như là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta và kể cả thế giới. Còn đây là tác động do con người, coi như là do con người tác động tới địa hình. Đó, ví dụ như xây dựng coi như là đô thị ha, rồi coi như là xây dựng công trình giao thông, rồi xây dựng coi như là những cái đoạn đê biển ở cái đồng bằng sông Hồng, hoặc là coi như là xây hồ thủy điện Trị An hay là các cái hồ thủy điện khác. Rồi ngoài ra con người còn có là coi như là gây ra coi như là làm cháy rừng hay là đốt rừng gì đó để mà người ta làm nương rẫy rồi vân vân, nó cũng làm cho địa hình nó sẽ, đây là một số tranh ảnh thì nó cũng làm cho địa hình của bị ảnh hưởng ha. Ở đây ta có câu hỏi là khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ nó gây những cái hiện tượng gì? Thì cái điều này chắc chắn thì cũng ít nhiều các em cũng có biết rồi, những cái hiện tượng gì thì chúng em sẽ xem đây. Hậu quả nè, lũ lụt nè, thấy không? Đó, bởi vì coi như là mưa xuống thì coi như là nước nó không có còn những cái cây gỗ hay là rễ cây gì nó ngăn chặn nữa thì nó chảy nhanh về đồng bằng làm cho đồng bằng bị lũ lụt. Đó, rừng bị chặt phá, à, lũ lụt. Còn đây là do rừng bị chặt phá thì coi như là không còn cây cối, nó gây ra coi như là sạt lở ha, sạt lở ở cái vùng núi. Còn này là sạt lở đất, do đó phần này ta có thể là ghi cái này do là địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa và sự khai phá của con người. À, bài du học chúng ta đã xong đó, thì thầy sẽ hướng dẫn em về nhà. Thì về nhà các em học thuộc bài, coi như là hai bài ha, bài nãy là bài 26, còn bài này là bài 28.
Rồi em chuẩn bị bài đặc điểm các khu vực địa hình Việt Nam.